Cô gái này trong khu vực triển lãm tranh tình cờ để mắt tới một chàng trai, anh ta ăn mặc lộn thuộm, chân đi dép quai hậu, vẻ mặt trông rất mệt mỏi và phát ra một hơi thở mất tinh thần. Bởi anh ta quá cuốn hút, Asako lặng lẽ theo sau đến sân thượng. Chàng trai vô tình quay đầu nhìn thấy Asako đối diện, đối phương tên là Baku. Baku vừa bước tới chỗ Asako, nhìn vào ánh mắt của cô nàng đã không chần chừ mà trao nụ hôn, mối quan hệ ngầm xác nhận. Một hôm nọ Baku dẫn Asako gặp bạn bè của mình, tình cờ bạn bè của anh cũng là bạn cùng trường của Asako. Bạn thân của Asako khuyên cô không nên yêu Baku, cô ấy có linh cảm người này không có dáng vẻ thành thật, hẳn nào sẽ làm tổn thương Asako. Hội đồng quản trị lên tiếng mà không nghe, kệ chứ. Cờ đỏ hay không cũng nguyện ý đâm vào, Asako cứ thế rơi vào vòng xoáy tình yêu với chàng trai. Sau bữa ăn, nhóm người cùng đến một quán bar. Baku đứng trên sân khấu tỏa ra vô vàn sức hấp dẫn, Asako vẫn là lần đầu tiên đến một nơi như thế, cô nàng trông có chút dè dặt, bạn bè kéo cô nàng vào sàn nhảy. Vô tình Asako lọt vào mắt xanh của gã côn đồ, hắn quấy rối thì nhận ngay một đạp vào bụng. Baku, hành động này khiến cô nàng càng thêm yêu mến Baku. Kể từ đó Baku thường đưa Asako đi cắm trại trên chiếc mô tô, cô thích thú tận hưởng thời gian bên anh. Ở bên Baku, cô nàng cảm nhận được sự tự do. Đi đứng thế nào mà xảy ra tai nạn, tuy vậy họ lại không quan tâm chảy xước hay người xung quanh nhìn vào, hai người cười một cách vô tư. Bất ngờ hơn nữa, họ hôn nhau trên đường phố, tình yêu của họ không cần quan tâm đến hậu quả. Một tối nọ nhóm bạn mua vài chiếc pháo sáng đốt, Baku bỗng dưng đề nghị đi mua bánh mì, su kem nữa. Asako thức dậy vào sáng hôm sau thấy Baku vẫn không trở về, Asako lo lắng vì anh. Bạn bè cho biết sau khi bố mất, Baku thường đi về khuya, thậm chí mất tích trong một hoặc hai tuần. Asako bàng hoàng chạy đến ngã tư, cuối cùng gặp lại Baku. Khi này Baku mới giải thích, chẳng là anh gặp một ông lão vô gia cư, ta không thể thấy khó mà không giúp nên anh đưa ông lão ổ bánh mì và trò chuyện thâu đêm cho ông bớt cô đơn. Lý do tưởng chừng như ngớ ngẩn thế lại dễ dàng qua mắt Asako. Hạnh phúc không kéo dài được bao lâu thì Baku đột nhiên biến mất. Hai năm chẳng mấy chốc trôi qua, giờ đây Asako đã có công việc ổn định. Asako đến công ty bên cạnh để lấy một ly cà phê, cô vô tình thấy một Baku. Chàng trai đó vẻ mặt ngơ ngác không hiểu chuyện gì, Asako vô thức gọi tên Baku, anh chỉ lạ lùng lướt qua. Để làm rõ mọi chuyện, Asako tiếp cận điều tra đối phương, quê quán, con cái hay nhà có anh em gì không. Này, cô gì đó ơi, tôi là Ryohei, còn Baku gì đó tôi không quen. Mặc dù vậy Asako vẫn khẳng định anh ta chính là Baku. Một tối nọ Ryohei tình cờ gặp lại Asako, anh đi đến hỏi thăm vài câu, nào ngờ Asako không kìm được mà chạm vào má trai đẹp. Hành động kỳ lạ của cô thành công khiến anh chàng tương tư. Một đêm nọ anh có mời Asako và một cô bạn khác đi xem triển lãm, do cô bạn đến muộn nên triển lãm sắp đóng cửa, khó khăn lắm Ryohei mới xin phép vào trong. Vẫn là ở vị trí cũ, Asako nhớ lại cảnh lần đầu tiên cô gặp Baku, ngược lại Ryohei không có cảm giác gì với bức ảnh. Sau khi buổi triển lãm kết thúc, ba người đã cùng nhau đi ăn tối, cô bạn và Ryohei có cuộc trò chuyện vui vẻ, trong khi Asako hầu như không nói một lời. Nhìn vào khuôn mặt quen thuộc nhưng đầy xa lạ qua tấm kính, Asako không thể nán lại nên cô vội vàng ra về. Một sáng nọ khi Asako đến công ty để lấy ấm đun cà phê, Ryohei đuổi theo cô nàng. Anh hỏi tại sao cô luôn trốn tránh mình như vậy. Thực tế từ lần gặp đầu tiên anh đã yêu nàng, anh xin cô cho mình một cơ hội được ở bên. Trong một khoảnh khắc bốn mắt nhìn nhau, Asako không thể kiềm chế được cảm xúc, thế là hai người đã trao nhau cái hôn ngọt ngào. Vừa bên nhau chưa đầy 24 giờ, tối đó Asako gọi điện yêu cầu chia tay. Động thái đột ngột của Asako làm Ryohei rối bời, đang yên đang lành tự dưng nói câu gì xả lơ. Ryohei liên tục gửi tin nhắn cho cô nhưng không nhận được phản hồi. Sau ngày hôm đó Asako cũng từ bỏ công việc tại quán cà phê. Ryohei sầu đời nên tìm tới buổi biểu diễn, không may gặp phải trận động đất. Trong khoảnh khắc nguy hiểm, Asako là người đầu tiên mà anh nghĩ đến. Anh muốn tìm Asako để đảm bảo cô nàng được an toàn. Ryohei thấy Asako trong đám đông, tự dưng cô nàng lao đến ôm chặt anh. Sau thảm họa này Asako dần phụ thuộc vào Ryohei, cả hai đều nghĩ đối phương là tình yêu đích thực. Hai người hẹn hò trong 5 năm, họ sống chung với nhau như cặp vợ chồng son, không những vậy còn nuôi một bé mèo. Cứ mỗi cuối tuần là họ lại về vùng quê thư giãn, vừa nướng thịt vừa nghe người lớn nói chuyện. Họ lái xe trở về thành phố trên một chặng đường dài, Asako trong thời gian đó yên tâm đánh giấc ngủ ngon, đến khi tỉnh dậy cô ấy luôn hỏi trong tiềm thức, đã đến đường cao tốc chưa? Còn chặng khá dài, em hãy ngủ thêm lát nữa. Thực tế Ryohei rất mệt mỏi, tuy nhiên nhìn người mình thương chờ đợi trong xe với tâm trạng sốt ruột, anh nghĩ chịu đựng chút cũng không vấn đề gì. Chuyến đi dài như vậy, vừa bước vào nhà là anh nằm oài ra sàn, Asako cũng chu đáo mà xoa bóp cho anh. Vào một ngày đẹp trời khi đang đi mua sắm, Asako tình cờ gặp lại đứa bạn thân đã từ rất lâu không gặp. Cô bạn rất ngạc nhiên khi nhìn thấy Ryohei khiến cô rất sốc, không ngờ trên thế giới lại có người giống hệt Baku như vậy. Cô nàng cho biết Baku giờ làm đại minh tinh, một người mẫu nổi tiếng. Asako nhìn tấm quảng cáo của Baku to vật vã treo trên tòa cao ốc, hình bóng đó vẫn luôn xuất hiện trong trái tim Asako. Tối hôm đó Asako đã mời bạn thân về nhà mình dùng bữa, lúc này trên TV phát quảng cáo hình ảnh của Baku. Hiện tại Baku trở nên nổi bật, anh hoàn toàn khác biệt so với quá khứ. Cô bạn thân ngu ngơ nói Baku chính là bạn cũ của chúng ta. Nghe điều này, Asako cũng không muốn giấu giếm gì nữa, thế là cô nàng nói ra quan hệ của mình với Baku. Khi gặp Ryohei lần đầu,
cô nàng luôn nghĩ rằng anh là Baku. Lý do cô yêu Ryohei có thể là vì anh giống Baku. Asako không chắc chắn liệu mình thực sự yêu Ryohei hay không. Asako căng thẳng tới bên Ryohei đang lửa bát, cô nén một hơi sau đó nói hết sự hoài nghi của mình. Cô không xác định được trái tim dành cho ai. Không ngờ Ryohei đã biết từ lâu, tuy nhiên anh nghĩ rằng theo thời gian sẽ xóa nhòa quá khứ. Hai năm trước Ryohei nhìn thấy Baku trên tạp chí nên mới biết giữa anh và người ấy rất giống nhau. Vì tình yêu sâu đậm với Asako, anh chấp nhận làm vị trí thay thế ấy, cũng hy vọng cô sẽ nhìn anh theo cách khác. Lời nói đó khiến Asako xúc động, thế là cô nàng ôm chầm lấy Ryohei. Một ngày nọ Asako và bạn đang đánh cầu lông trong công viên, họ bỗng tin Baku đang ở gần đó. Asako không kìm được sự nhớ nhung, cô nóng lòng chạy đến gặp anh. Thấy chiếc xe dần đi xa, Asuka bất chấp đuổi theo và vẫy tay, cô luôn miệng gọi tên mối tình đầu. Chẳng mấy chốc Asako và Ryohei thuê một căn nhà mới, họ tới xem nhà trước để sau chuyển đồ đạc. Từ cửa sổ căn nhà này họ thấy view là con sông. Dưới khung cảnh mộng mơ và hoài niệm, hai người tay trong tay nghĩ về cuộc sống tương lai. Tối đó cặp đôi tới ăn tân gia tại một nhà hàng, đang vui vẻ bỗng dưng Baku xuất hiện và ngang nhiên ngồi vào chỗ. Điều này khiến Asako cảm thấy sự khó xử. Baku tự tin trong lòng Asako vẫn còn tình cảm với mình. Có phải em vẫn đang đợi chờ anh đúng không? Anh thấy hết khi trên xe rồi, giờ anh đã quay lại. Ngay lập tức Asako nắm tay Baku kéo đi, trước sự ngơ ngác của mọi người. Ryohei trầm ngâm một lúc, tại sao người ấy lại quay về sớm như vậy? Nhận thấy sắp vụt mất người yêu, anh vội vàng chạy ra gõ cửa xe kêu Asako quay trở lại. Tuy nhiên cô chỉ lạnh lùng mà cùng Baku rời đi. Trên xe Asako ra sức đấm đá, đa số điều ấy thể hiện sự nhớ nhung, oán giận vì ngày ấy Baku rời đi không nói một lời. Baku cũng biết lỗi mình sai mà im lặng ôm lấy cô. Asuka nguôi ngoai phần nào, cô hỏi mình đi đâu thì Baku nói về quê nhà nơi trước kia cha anh sống, ở đó giờ trống vắng. Bỗng nhiên khi này điện thoại gọi tới, cô bạn ra sức khuyên Asako mau trở về, chỉ cần một lời xin lỗi thôi và không quá muộn. Tuy nhiên Asako đã quyết, cô bảo mình sẽ không trở lại, sẵn nhắc cô bạn truyền lời với Ryohei rằng anh chăm sóc mèo thật tốt. Cô bạn khá thất vọng với Asako, vậy cậu mạnh khỏe, từ sau đừng liên lạc cho mình nữa. Asako sau khi cúp máy, cô chẳng mảy may thả rơi chiếc điện thoại xuống làn đường. Giải quyết xong việc, Asako đánh giấc no say, khi tỉnh dậy cô cũng hỏi câu như mọi khi, đã qua đường cao tốc chưa? Cơ mà lần này câu trả lời rất khác, anh đói và mệt mỏi, chỉ muốn dừng lại để nhìn biển cả. Bỗng dưng Asako có cảm giác mất mát, tâm trạng của Baku hết sức hời hợt, không giống như chàng trai yêu kiều ấm áp đó. Baku định leo lên vách ngăn vì anh nghe thấy biển, đợi đã, xin hãy nghe em nói. Asako bây giờ mới hiểu Baku là một người thích thì đến, không thích thì đi. So với Ryohei thì anh ấy luôn đặt cô lên hàng đầu. Asako xin lỗi Baku khi không thể theo anh thêm được nữa. Ra là vậy, để tôi chờ em về nhé. Không đâu, anh cứ bỏ mặc em đi. Thấy Asako kiên quyết như vậy, Baku cũng không làm càn mà lái xe rời đi. Baku vừa đi chưa được bao lâu thì Asako leo qua vách ngăn để ngắm biển. Cô cảm thấy mình thật ngốc nghếch và hối hận khi lựa chọn sai lầm. Sau đó cô đi tìm chú mượn tiền, đi tàu tới căn nhà họ dự định chuyển vào. Cô lấy hết can đảm ấn chuông nhưng không ai nghe cả. Một quả bóng lăn tới chỗ cô, Asako nhặt chúng và quăng trả lại cho đám nhóc. Khi này Ryohei phía sau, em tới đây làm gì? Tôi không còn tin tưởng em thêm lần nào nữa, về đi. Sau khi trải qua nhiều tổn thương, Ryohei đã thay đổi hoàn toàn. Thái độ của anh gói gọn vào bốn từ dứt khoát, lạnh nhạt. À còn nữa, tôi bỏ mèo rồi, tôi không thể một mình chăm nó. Asako sững người khi nghe điều ấy, cô nhất quyết đi tìm con mèo để chứng minh. Trời đổ mưa như chút nước, Asako vẫn miệt mài tìm kiếm và gọi tên con mèo mà hai người đặt tên. Ryohei tình cờ ngang qua, em bị sao vậy, về đi. Asako biết mình sẽ không được tha thứ nhưng cô không từ bỏ hy vọng. Asako vội đuổi theo Ryohei. Hai người chạy đoạn khá dài, cuối cùng Asako dừng ở ngoài cửa nhà Ryohei. Ryohei, làm ơn gặp em dù chỉ một chút, em biết em sai, có xin lỗi thế nào anh cũng sẽ không tha thứ. Ryohei rốt cuộc cũng mở cửa và ném con mèo cho Asako, sau đó cũng đóng cửa. Ryohei trầm ngâm một lúc, cô mở cửa xâm nhập bất hợp pháp, sau đó lên lầu thấy Ryohei. Hai người đứng trước cửa sổ nhìn ra con sông, em sẽ không phụ thuộc vào anh nữa. Ryohei nói rằng con sông này thật nhơ nhuốc, câu nói này hàm ý mối quan hệ của họ không thể trở lại như ban đầu. Asako nối tiếp câu, nhưng nó đẹp. Sau đó thì không còn sau đó đâu, vậy nên chúng ta hãy trân trọng người bên cạnh mình, đừng đánh mất mới cảm thấy hối hận.